gì thì em có hiểu là cái gì hay không? Giảng 3 lần học sinh dân tộc nó không hiểu là cái gì cả. Nó bảo ôi chỗ thịt phình ra, chỗ to phào khó hiểu lắm cô ạ. Thì về thàn nàn với em bảo ngày mai là phải không giảng bằng bảng nữa, giảng bảng 3 năm nó không hiểu được. Mặc áo dài đứng trên bục giảng về vặn người thế này, bảo đây là bản đồ Việt Nam, nó cong cong y chang hình chữ S thế này. Thế vỗ vào ngực bảo đây là thủ đô Hà Nội, trái tim của Tổ quốc thân yêu, nơi hội tụ tất cả tinh hoa thăng nha, hoa nhất thì nó ở chỗ này. Của cô nó nhô lên thế này là thủ đô đang phát triển nha. Nhô càng cao càng to thì thủ đô phát triển càng mạnh nha. Đây là thủ đô Hà Nội đấy. Và đi qua thủ đô Hà Nội, trái tim của Tổ quốc, thì 250 km chúng ta sẽ bắt đến địa đầu móng cái. 80% khoáng sản ở dưới lòng đất là than. Mỗi người thợ vào ca là người chiến sĩ. Vì đầu cô nó có màu đen, là than vùng này nó rất đen các em ạ. Đây là bể than Đông Bắc của Tổ quốc. Thế nó hiểu được hai miền, bảo đi qua hai địa danh này các em sẽ bắt đến miền Trung. Cái eo nhỏ nhất cánh hai đầu đất nước, quê em ở giữa hai đèo, cơm no thì ít, đói nghèo quanh năm. Đó là rốn của cô đây, miền Trung thân yêu. Hàng năm không biết bao nhiêu thiên tai địch họa đã rót trực tiếp vào rốn của cô. Đó là bão Sang Sen, bão Chan Chu vừa rồi. Nước lội lành bành ở chỗ này, ngập lụt quanh năm cũng ở đây luôn. Thế nào học sinh nó hiểu được ba miền, miền Trung đây, lụt lội quanh năm. Thế bảo đi qua miền Trung thân yêu, cái eo nhỏ nhất phải vỗ mông, của chúng ta phải vượt qua đèo Cù Mông và đến với vùng biển Phan Giang, Phan Thiết và vùng vịnh Nha Trang dưới đây. Nơi đây hàng năm sản xuất rất nhiều nước mắm cho nhân dân ta. Đây là vùng quy hoạch sản xuất nước mắm. Nên là có em học sinh nó giơ tay nó bảo ô thiết chưa, và nước mắm quy hoạch sản xuất nước mắm Phan Giang, Phan Thiết ở chỗ này. Thế có em học sinh nó giơ tay nó bảo ô thiết chưa cô, bố em đóng quân ở ngay cái vịnh Cam Ranh đó luôn. Thế bảo thế thì hoan hô, bố em đã canh giữ hoàn đảo Hoàng Sa quê mình, ở đó có một loài rong biển màu đen tuyệt đẹp các em ạ. Đây đây nó lại có cả rong biển màu đen đấy mà. Và cuối cùng giơ mũi chân lên bảo đây là mũi Cà Mau, từ mũi Cà Mau đến địa đầu móng cái, đất ta liền một giải như máu chảy trong người, kẻ nào định ngăn đôi ngăn làm sao ra được. Thế là 42 em học sinh người dân tộc nó vỗ tay cứ rầm rập với nó bảo ô tê cái bản đồ này dễ hiểu lắm cô ạ, hôm qua về giảng lại cho bố của em còn thích hơn chúng em nữa. Đồng bào là họ cứ thích thực tế. Và thế cho nên bộ đội của mình lên Tây Bắc biên cương của Tổ quốc là con gái ở trên bản nó rất thích. Nó bảo ô cái bộ đội này dễ thương hơn cái công an nhiều, cái công an lên đây đâu có hỏi vặn nên mình không có thích đâu. Nó hỏi mình là bao nhiêu tuổi để làm chứng minh nhân dân, mình bảo nó là 17 tuổi. Nó hỏi tên là gì, mình bảo tên là Ma Thị Bướm. Thế còn nó cứ hỏi nơi sinh, mình bảo ngượng kinh nên không có nói đâu. Thì nó cứ đập bàn, nó hỏi nơi sinh ở đâu, mình bảo ở Hy chứ còn ở đâu nữa. Sinh ở đâu thì bảo ở đó. Lần này nó lại cứ đập bàn, nó hỏi vặn, nó bảo nơi sinh, mình cứ ngượng kinh ấy, mình không có nói thì nó cứ bắt mình phải trả lời. Mình chỉ bảo mình bảo sinh ở Hy chứ còn ở đâu nữa. Thế nó mới thôi, nó không hỏi. Còn cái bộ đội thì dễ thương ơi là dễ thương, nên là còn đập mái nhà cho mình, cho bò ăn này, chồng mình đi vắng còn nên khêu đèn dầu hộ này. Cái bộ đội là cứ từ từ để tiến vào đưa hai tay ôm sắn lại thương đồng bào đấy. Xỏ tay tứ quần ôm sắn thương đồng bào. Đi tìm mình nhớ ở, tìm mình thương.